Đơn hàng sáng nay 25 tây tháng 10 2024, một dây chuyền tennis vòng halo dây liền mặt có bao gồm là một viên chủ là 4 ly 3, phần còn lại là những viên 3 ly 9, 3 ly 3, 3 ly 1. Thì trọng lượng của nó nặng tổng cộng là 35,2 gram vàng, vàng ý 750, có một viên chủ là 4 ly 3, nước ép độ sạch VVS1 kiểm định SGC, 1 ly 3 ly 9 nước ơ độ sạch VVS1 kiểm định SGC, 430 viên hộp xoàn tắm từ 1 ly 3 đến 1 ly rưỡi, phần còn lại 36 viên hộp xoàn 3 ly 1 nước ơ toàn bộ hết, 36 viên nước ơ độ sạch VVS1 kiểm định bởi SGC. Về phần vỏ xoàn của sợi dây chuyền này không là 145 triệu, còn về hộp xoàn 3 ly 1, 36 viên, một viên 4 ly 3 và một viên 3 ly 9, tổng cộng của cái tiền xoàn này nữa là 283 triệu. Khách cộng với 145 triệu là ra số tiền. Nếu như khách có nhu cầu muốn đổi thành viên 4 ly rưỡi và những viên 3 ly 3 thì thành 3 ly 6 hoặc 3 ly 9 thì khách thêm tiền nữa nha. Đây là em báo chính thức của cái sợi dây chuyền và đang lên như thế này. Nếu như khách muốn đặt theo size hộp xoàn yêu thích của mình thì khách vui lòng liên hệ em 0907 463131. Tất cả các sản phẩm bên em sẽ làm theo yêu cầu cho khách nha. Thì hộp xoàn bên em có sẵn là từ 3 ly 6 cho tới 9 ly, một giấy kiểm định BNG, và từ 3 ly 6 cho tới 8 ly 1 là hai kiểm định BNG và GAA. Những size khác là khách vui lòng liên hệ để đặt hàng em nha. Bên em có sẵn là từ nước D, E, F, G, H, I, G. Rồi, rất mong khách subscribe để theo dõi kênh review của em. Đây là những dòng sản phẩm shop em đang kinh doanh và hôm nay bàn giao cho chị khách. Sẵn gửi lời để cảm ơn. Mến chúc hai vợ chồng anh chị trăm năm hạnh phúc nha. Và luôn ủng hộ em nhiều hơn nữa. Cảm ơn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp theo nha.